Thưa quý vị, nhằm mang đến không khí Trung thu đầm ấm cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức chương trình Trung thu cho em, mang theo nhiều tình cảm ấm áp, yêu thương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sáng sớm nay, nơi con hẻm từng là điểm nóng dịch bệnh COVID-19 tại đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu. Mùa Trung thu đã về, mang theo nhiều niềm vui nơi ánh mắt trẻ thơ. Cái gia đình tôi thì cũng mới chữa trị COVID về, thì cũng trúng cái rằm Trung thu này. Thì cảm ơn đoàn mình và cả thành phố đã quan tâm, để chia sẻ những lúc Trung thu cho mấy cháu. Những phần quà Trung thu đầy ấm áp yêu thương đã được trao đến tận tay gia đình và các em thiếu nhi đã điều trị khỏi COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nhi là con em công nhân tại các khu công nghiệp, cũng như các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian qua. Các em không được vui chơi Trung thu như những năm trước. Cho nên là Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp cùng với thành đoàn tổ chức chương trình Trung thu cho em. Cùng với lại có quận huyện thì hiện nay thì cũng gần 2.000 suất cho các em có những cái hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, đặc biệt là các em bị nhiễm COVID-19, F0 và F1. Trung thu năm nay, các cấp đoàn hội từ thành phố đến cơ sở đã huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các chương trình Trung thu ý nghĩa cho thiếu nhi địa phương giữa mùa dịch, với tổng kinh phí các hoạt động gần 2,8 tỷ đồng. Hàng ngàn suất quà, bao gồm tiền mặt, khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa là những món quà Trung thu đầy thiết thực, ý nghĩa với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội, đoàn hội cấp cơ sở cũng chủ động thiết lập các kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe và dinh dưỡng cho thanh thiếu nhi trong thời gian học tập tại nhà do điều kiện dịch bệnh, các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em dưới hình thức trực tuyến.